Hello, I'm Park. Một bộ phim ra rạp tận 6 lần trong vòng 35 năm, thật không thể nào tin được, nhưng nó là điều khả thi đối với dòng phim Terminator. Và phần thứ 6 của series này đã chính thức được ra mắt với tựa đề Terminator Dark Fate, hay kẻ hủy diệt, vận mệnh đen tối. Mình đã có hẳn một clip tóm tắt qua dòng thời gian này rồi, mọi người có thể ghé qua kênh để tham khảo. Và với sự trở lại của James Cameron trong vai trò sản xuất, phim đang nhận được vô số lời khen từ giới phê bình. Phần thứ 6 của loạt phim kẻ hủy diệt hiện đang được 70% trên Rotten Tomatoes và 6.5 trên IMDb, một số điểm tạm được cho một bộ hậu truyện như thế này. Vậy ta hãy cùng xem phim nó mang lại được những gì nào. Dù đã có clip nói qua dòng thời gian rồi, nhưng mình vẫn sẽ nói ngắn gọn lại một chút. Terminator Dark Fate lấy bối cảnh 10 năm sau các sự kiện diễn ra trong phần 2 là Terminator Judgment Day, ngày phán xét, tức là vào năm 2018, và Skynet đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Phim không còn xoay quanh nhân vật John Connor như bao phần khác trong series này, và John cũng sẽ không xuất hiện trong phần này. Lý do tại sao thì mọi người ra rạp sẽ rõ nha. Nhân vật được tất cả mọi người bảo vệ trong lần này là một người mới toanh, Daniela Ramos. Cô bị truy đuổi với một mạng lưới công nghệ nhân tạo trong tương lai vào năm 2042, đó là Legion. Và Legion gửi một kẻ hủy diệt với số hiệu Rep9, một robot cực xịn như kiểu kết hợp tất cả các kẻ hủy diệt lát hay vậy, về năm 2018 để truy sát cô. Còn người bảo vệ cô lần này là Grace, một chiến binh con người ở tương lai được nâng cấp máy móc thêm vào, và một người quá quen thuộc với chúng ta, Sarah Connor. Không những thế, còn một nhân vật đặc biệt khác hỗ trợ nhóm này, đó là T-800. T-800 này ở đâu ra? John Connor hiện tại đang ở đâu? Danny là ai mà phải bảo vệ? Đó là tất cả câu hỏi sẽ được giải đáp trong Terminator Dark Fate. Bình mới rượu cũ, đó là những điều đầu tiên mình nói về Terminator Dark Fate. Khi chỉ thay nhân vật, mọi thứ khác hầu như vẫn là mô típ cũ như bao phần khác, nhưng không vì vậy mà phim trở nên kém hấp dẫn được. Với sự xuất hiện trở lại của James Cameron, sự sáng tạo trong series này đã trở lại, bớt rối rắm và đi thẳng vào trọng tâm. Đó là những điểm cộng dành cho phần phim lần này. Tuy câu chuyện không thể nào tạo sự bất ngờ, nhưng những tình huống như hài hước, tán gẫu, hồi tưởng được đan xen vô cùng hợp lý. Ngay từ lúc bắt đầu, không khí căng thẳng dồn dập đã được truyền tải vô cùng hấp dẫn. Các phân đoạn hành động nối đuôi nhau lên càng ngày càng dài hơi, và độ hoành tráng cũng tăng lên theo như vậy. Nhìn chung thì mặt nội dung của Terminator Dark Fate không ai xem xong mà cho rằng nó là điểm mạnh cả. Với sự chỉ đạo của Tim Miller, đạo diễn từng chỉ đạo Deadpool, phần hành động như mình đã nói ở trên không chỉ dồn dập liên tục mà chất lượng của nó cũng thực sự đỉnh. Từng trận chiến đều là những cuộc chiến kéo dài hơn 10 phút là ít, nhưng không hề gây ngợp, mà trái lại là một cảm giác hào hứng, căng mắt mà xem. Kết hợp với màn chỉ đạo hành động là các hiệu ứng đầy đặc trưng của dòng phim Terminator. Những màn biến hình thân thể, các kiếm kim loại phát ra khi từng bộ phận trên người va vào nhau được làm vô cùng tốt. Âm thanh cực đỉnh đã khiến cho từng phân đoạn chiến đấu, từ cận chiến cho tới bắn tỉa cháy nổ, trở nên vô cùng đắt giá. Nhắc tới kẻ hủy diệt thì không thể không nhắc đến Arnold Schwarzenegger trong vai T-800 được rồi. Dù được xây dựng với một hình tượng cũng như câu chuyện hơi hạn chế về mặt thời gian, nhưng bác Arnold vẫn đủ sức làm lu mờ các điểm sáng còn lại. Hình ảnh T-800 lần này cũng vô cùng lạ lẫm, nhưng đây cũng là một điều tốt, khi thể hiện rõ ràng hơn sự già dặn cũng như là mới lạ hơn trong vai diễn lần này của Arnold. Bên cạnh Arnold là sự trở lại của Linda Hamilton trong vai Sarah Connor. James Cameron từng nói rằng sự thất bại sau này của series Terminator là do thiếu vắng sự góp mặt của bà, và với sự trở lại này, nhân vật Sarah Connor cũng mang đậm dấu ấn như 35 năm trước vậy. Nhân vật của bà vẫn đầy đủ tố chất của một người lãnh đạo, siêu ngầu và cũng đầy lầy lội, duyên dáng. Tạm ghét qua hai nhân vật kỳ cựu đó một chút, vì chất lượng của họ đã được đảm bảo ở các bộ phim trước rồi, ta hãy đến với ba nhân vật mới nào. Đầu tiên, có thể coi là sự thay thế của John Connor, Daniela Ramos do Natalia Reyes thủ vai là một điểm tựa cực kỳ vững chắc. Cô không hề tỏ ra vô dụng hay cản trở như ba nhân vật nữ của các bộ phim khác. Sự mạnh mẽ ẩn sau con người bé nhỏ đó được cô thể hiện vô cùng tốt. Tinh thần nữ quyền mà nhà làm phim muốn truyền tải đã được nhân vật Dani thực hiện vô cùng tròn trịa. Kế đến là người bảo vệ cô, Mackenzie Davis trong vai Grace, thì cũng có thể nói là rất ổn, cho tới tận lúc T-800 của Arnold xuất hiện thì bỗng nhiên cô hơi mờ nhạt đi một chút, nhưng cũng không sao đâu. Các cảnh hành động của phim chủ yếu là do Grace thực hiện, vẫn rất là đã mắt và không hề gây nhàm chán. Và vì nhân vật là nửa người nửa máy nên cảm xúc của cô đã được truyền tải đầy trọn vẹn. Cuối cùng là một điểm sáng không ngờ tới, Gabrielle Luna trong vai kẻ hủy diệt Rep9. Kẻ hủy diệt lần này được xây dựng khác biệt nhất khi nó có thể giao tiếp với con người nhiều hơn, nên thành ra đức diễn của Gabrielle Luna được mở rộng hơn rất là nhiều. Khi thì điềm tĩnh lịch thiệp, sau đó thì thay đổi như chăm chóng,
trở nên tàn ác, máu lạnh. Đó là những nét cực kỳ thú vị ở kẻ hủy diệt lần này. Terminator Dark Fate đã quay trở lại bản chất vốn có của nó khi mọi thứ chỉ xoay quanh 5 nhân vật, và 5 nhân vật này được phân chia tình huống vô cùng rõ ràng, khiến mạch phim trở nên vô cùng liền mạch và dễ hiểu. Có lẽ với sự trở lại lần này của James Cameron, series này đã thực sự được hồi sinh sau những rối rắm và thất bại về mặt doanh thu lẫn nội dung ở 3 phần trước đã đem lại. Terminator Dark Fate có thể dõng dạc tuyên bố rằng hậu truyện này thực sự có đủ sức mạnh để chính đốn lại dòng thời gian và tái thiết lập sức nóng cho series kẻ hủy diệt lần này. Tóm lại, Terminator Dark Fate thực sự là một bộ phim đáng xem, một bản hậu truyện không hề rẻ tiền, giải trí như đại đa số các bộ phim hiện nay. Khi phim được lồng ghép khá nhiều các tình tiết chính trị vô cùng khéo léo, như ranh giới giữa Mỹ và Mexico đang vô cùng nóng, cùng với đó là đề cao tinh thần nữ quyền cũng rất là tốt qua dàn diễn viên mới. Nếu bạn đã lỡ là fan của series đình đám Terminator, thì Vận mệnh đen tối sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời. Và đương nhiên, mọi so sánh với hai huyền thoại Terminator 1 và 2 đều là khập khiễng khi mọi thứ đang ở khác thời đại nhau, nên hãy ngừng so sánh và tận hưởng siêu phẩm lần này. Hãy comment lại ý kiến các bạn về bộ phim nếu đã xem rồi. Đừng quên like và subscribe cho kênh để mình có thêm động lực ra những video chất lượng hơn trong tương lai. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tang on!